Tôi Vũ Sở Nguyên Hồng xin kính chào tất cả anh chị, giới thiệu mấy chị tác phẩm cầu heo được chế tác trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen. Vâng, hai chú heo rất xinh xắn đáng yêu đang nằm trên chiếc gậy như ý cùng rất nhiều tiền vàng. Đây là cái đầu gậy như ý làm rất sắc sảo, rất đường nét rất mềm mại đẹp mấy chị nhá. Gậy như ý để cầu chúc cho gia chủ được vạn sự như ý để theo mong muốn của mình, cùng với rất nhiều tiền vàng của lá dư thừa và một cầu heo tiền tài như ý rất đẹp. Chất liệu gỗ chắc thì quý giá rồi. Đây chú heo trông rất là xinh xắn đáng yêu, cái mặt rất đắt đáng yêu cũng như vân rất đẹp chị nhá. Và không phải là cái phôi gỗ chắc nào em mua về để làm cũng được cái màu sắc nó, cái vân nó đẹp tuyệt vời này, rất tuyệt vời đó. Đây chị quay cái vân vân gỗ chắc nhé, rất đẹp. Và em xin được báo giá cho tác phẩm cầu heo này có giá là 2 triệu anh chị nhá. Còn 2 triệu tác phẩm cầu heo này với chiều ngang là 42, ngang 42 và cao là 15, sâu là 16, giá 2 triệu anh chị nhá. Vâng, 2 triệu cho tác phẩm này. Đây là cái hũ tiền đấy, hũ tiền rất nhiều vân và đẹp luôn, trên trong đầy tiền vàng anh chị này. Đây, cũng một gậy như ý, một tác phẩm cầu heo rất đẹp. Vâng, cảm ơn chị đã theo dõi, và anh chị nào hữu duyên muốn sở hữu tác phẩm này hãy liên hệ với em 0987 336 318 anh chị nhá. Cầu heo có giá là 2 triệu.